L2022 thị trường Việt Nam các bạn nhá. Động cơ 3.0 lít 335 mã và 500 Nm. Đó, đây là phần đầu của chiếc Audi A8 L2022 tại thị trường Việt Nam với lưới tản nhiệt kiểu mới này. Đèn pha LED Matrix mới và các khe hút gió được làm mới. Chúng ta cũng có bộ mâm đa chấu. Phần đuôi thiết kế hoàn toàn mới các bạn nhé. Đây phần đuôi thiết kế hoàn toàn mới của chiếc Audi A8. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng mắt về màn hình một lần nữa để cùng tìm hiểu kỹ hơn chiếc xe Audi A8 mới này. Xe sử dụng cụm đèn hậu OLED các bạn nhé, cụm đèn hậu OLED thiết kế hoàn toàn mới này. Đấy các bạn nhìn này, quá đẹp luôn. Điểm nhấn là các chi tiết kim loại mạ chrome ở phần đầu xe. Đó, có camera trước trong hệ thống camera 360 độ này. Cụm đèn pha LED Matrix. Nói chung là cái điểm mới nhất chính là cái cụm đèn pha lưới tản nhiệt và cái cụm đèn hậu OLED phía sau bạn nhé. Loa là biển nâu. Đẹp chưa? Bên này chúng ta có cái màu đẹp hơn các bạn này. Đây là phiên bản cao cấp hơn với cái ngoại thất màu xanh lần đầu được giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Đó. It is meant for the next generation. The interior here really less than 10 freely, less than 3/8. Màu xanh này chính là cái màu mà hôm trước mình chụp ở dưới trung tâm đăng kiểm Hải, cũng là cái chiếc này luôn các bạn nhé. In this world, it's really important to create a space for progress. Đây, chiều ngang của chiếc màu xanh này cũng là mâm 19 inch. Chiếc này thì có cả hai cái màn hình gắn tại phía sau hàng ghế trước, tựa lưng hàng ghế trước của các bạn. Được rất bên trong chiếc xe Audi A8L. Và bây giờ để giúp cho quý vị và các bạn có được một cái nhìn rõ nét hơn về những tính năng vượt trội của xe Audi A8L mới, thì chúng tôi cũng xin được trân trọng em xin mặc áo màu xanh và xe cũng có áo màu xanh các bạn nhé.